Lạy Cha Thánh của chúng con, cảm ơn Ngài về tinh thần cầu nguyện, cầu thay tinh thần mà Jeremy đã truyền tải cho chúng con. Mặc dù những lời đã được chép ra nhiều nghìn năm, nhưng những tác động của nó vẫn y nguyên trong tấm lòng của những người biết lắng nghe. Chúa ơi, một cuộc đời luôn luôn nhớ đến sự đau thương của đất nước, của dân tộc, biết than khóc ở trước ngôi của Ngài, sẽ luôn luôn được Chúa Ngài đoái đến. Chúng con cảm tạ ơn của Ngài, ân điển bao la của Ngài, thương xót cho dân tộc Việt Nam của chúng con. Và chúng con cũng tiếp tục kêu cầu cho đất nước, cho dân tộc của mình. Và Chúa ơi, Chúa sử dụng, Ngài sử dụng hội thánh của Chúa, Ngài sử dụng các tôi trai tớ gái của Ngài, những con cái của Ngài ở trong hết thảy các hội thánh khác nhau, dầu ở hệ phái nào bất kỳ, miễn là chúng con xưng danh Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa và tôn vinh ba ngôi Đức Chúa Trời hằng sống, thì chúng con nguyện đồng một lòng, một sức, một ý, một trí để rao truyền phúc âm vinh hiển của Chúa cho nhiều người được tha tội, được cứu rỗi. Chúa ơi, chúng con một tinh thần hòa trong sứ mạng của Chúa, một tinh thần nghĩ đến lợi ích của vương quốc Ngài. Chúng con cũng tin cậy rằng Đức Chúa Trời đã gọi đất nước Israel từ 12 chi phái, 12 bộ tộc. Chúa không gọi chỉ một con người, Ngài gọi một con người là Abraham, rồi Isaac, Jacob là những tổ phụ của chúng con. Và kế đó, Chúa cho 12 bộ tộc, 12 chi phái Israel để trở thành một đất nước. Đó cũng là hình bóng chúng con tin rằng Ngài gọi nhiều nơi, nhiều người, nhiều thành phần xã hội, vị trí khác nhau, nhiều hệ phái khác nhau ở trong hội thánh chung của Chúa để hiệp lên một thân thể thống nhất phục vụ cho một mục đích tối thượng của Ngài. Chúng con tin cậy như vậy, và chúng con khi có những cơ hội để hiệp nhau ở trên phòng Zoom cùng cầu nguyện cho đất nước, cho dân tộc, cho hội thánh, thì chúng con kêu nài cùng với Ngài, giống như chủ đề cầu nguyện của chúng con trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng con nhớ đến các tôi tớ của Chúa, nhớ đến các chức vụ năm mặt mà Ngài kêu gọi, và ngay thậm chí kể cả những chức vụ mà chúng con hay gọi là chức vụ tín đồ. Chúa ơi, kể cả những người đang phục vụ Chúa trọn thời giờ ở trong công tác hội thánh, trong nhà thờ, giống như những người là chức sắc, lẫn những người là hầu việc Chúa trong thương trường, trong công việc của mình hàng ngày, trong sự hiện diện của mình cùng với hàng xóm láng giềng, thì Chúa Ngài biết những công việc của tay chúng con làm. Nguyện Ngài sử dụng đời sống của chúng con có sự ảnh hưởng tích cực cho công việc của Chúa ở trên đất. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện tiếp tục rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ sử dụng các mục sư, các giáo sư, các người truyền giảng tin lành, các sứ đồ, các tiên tri của Chúa để hầu phục vụ và làm ích lợi cho công việc của vương quốc Ngài. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm vì cái ích lợi của Ngài trong những phòng Zoom cầu nguyện như thế này. Chúng con tin rằng Đức Chúa Trời Ngài vẫn thiết tha kêu gọi những người đứng vào chỗ cầu thay, chỗ sức mẻ, đứng vào chỗ kêu gào ở trước ngai ân điển và thương xót của Chúa để Ngài có cớ hành động và làm việc trên dân sự của Ngài. Và chúng con cũng nhìn thấy những đất nước, những dân tộc đã được Chúa phấn hưng qua sự cầu nguyện, như là đất nước Hàn Quốc, đất nước Indonesia và nhiều những đất nước trước kia Ngài đã làm ở châu Âu, châu Mỹ, đều thảy đều thông qua sự cầu nguyện, đều thảy đều thông qua những sự kêu gào khóc lóc. Chúa ơi, những điều mà chúng con cũng vừa mới đọc ở trong sách Ca Thương chương 2 từ câu 17 đến câu 19, cầu xin Đức Chúa Trời Ngài cũng sử dụng những lời này đặt để vào lòng của chúng con, để chúng con cũng tha thiết, thêm hơn sự tha thiết kêu cầu cho đất nước của mình, cho các hội thánh của mình và cho những nơi mà chúng con đang được Chúa Ngài đặt để ở. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa Ngài tiếp tục ban phước trên phòng Zoom cầu nguyện của chúng con buổi trưa ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước trên các tôi tớ của Chúa để dẫn dắt sự cầu nguyện này. Chúng con cảm tạ ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen ân điển Chúa, và con xin thánh kính hiệp một đồng lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.